Hi everyone, welcome back to lời giải hay.com channel. Chào các em, chào mừng các em đã quay trở lại với kênh của lời giải hay.com. Today we learn unit 4, review. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập về bài số 4. In this lesson, you'll review how to plan charity events, community services. Trong tiết hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập lại cách để đưa ra kế hoạch về các hoạt động từ thiện và các dịch vụ cộng đồng. Rồi chúng ta sẽ vào phần đầu tiên, listening, kỹ năng nghe. You will hear a boy talking to his friend about different kinds of community service. Listen and complete question 1 to 5. You will hear the conversation twice. Bài này có đề bài yêu cầu như sau. Bạn sẽ nghe một cậu bé nói với bạn của anh ấy về những loại dịch vụ cộng đồng khác nhau. Nghe và hoàn thành câu hỏi từ số 1 đến số 5. Và bạn sẽ nghe đoạn hội thoại 2 lần. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau nghe đoạn hội thoại nhé. Trước khi nghe thì các bạn sẽ phải đọc yêu cầu đề bài trước. Serving our community mang nghĩa là phục vụ cộng đồng của chúng ta. Number 0. Tom is making a poster for a craft fair. Câu thứ nhất, câu số 0 mang nghĩa là Tom đang làm một cái tờ poster, đúng không? Để làm gì, đúng không? Để cho một hội chợ về đồ thủ công. Number 1. He wants to raise money for the dot. Anh ấy muốn gây quỹ để làm gì? Number 2. Emma thinks they should organize the dot. Emma nghĩ rằng họ nên tổ chức, vậy tổ chức cái gì ở đây, đúng không? Number 3. Emma says they should the dot. Emma nói rằng họ nên cái gì đó. Number 4. She says they should donate the dot. Câu này có nghĩa là cô ấy nói rằng họ nên ủng hộ nhá. Mình có từ donate, ủng hộ cái gì, tài trợ cái gì. And number 5, Tom says he'd like to donate the dot. Tom nói rằng anh ấy muốn, đúng không, muốn ủng hộ cái gì đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem. Vậy thì đây sẽ là một đoạn hội thoại giữa hai người, đó chính là Tom và Emma nói chuyện với nhau, đúng không? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe file nghe số 37. Unit 4 review. Track 37. Listening. You will hear a boy talking to his friend about different kinds of community service. Listen and complete questions 1 to 5. You will hear the conversation twice. What are you doing, Tom? I'm making a poster. I think we need a charity event in our town. I think we should organize a craft fair so that we can raise some money and help the local poor children. Why? Because we can raise some money for poor children in our community. I agree. You know what else? I think we should organize a fun run. I think an event like that will be very popular. Yes, I agree. What else should we do to help our community? How about we plant trees? Good idea. What else should we do? We should donate clothes. I've got plenty of old clothes that I don't wear anymore. What would you like to donate, Tom? I'd like to donate my school books so children can learn at school. Now, listen again. What are you doing, Tom? I'm making a poster. I think we need a charity event in our town. I think we should organize a craft fair so that we can raise some money and help the local poor children. Why? Because we can raise some money for poor children in our community. I agree. You know what else? I think we should organize a fun run. I think an event like that will be very popular. Yes, I agree. What else should we do to help our community? How about we plant trees? Good idea. What else should we do? We should donate clothes. I've got plenty of old clothes that I don't wear anymore. What would you like to donate, Tom? I'd like to donate my school books so children can learn at school. Rồi, vậy chúng ta vừa hoàn thành xong phần nghe bài thứ nhất, phần listening. Và bây giờ các bạn cùng cô nhìn vào phần transcript nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau dịch nghĩa đoạn hội thoại giữa bạn Emma và Tom.
Chúng ta cùng xem nhé. Đầu tiên thì chúng ta thấy rằng Emma có nói rằng What are you doing, Tom? Emma hỏi rằng bạn đang làm gì vậy, Tom, đúng không? Tom còn nói tiếp I'm making a poster. I think we need a charity event in our town. Tôi thì đang làm một tấm poster, đúng không? Tôi nghĩ là chúng ta cần một cái tổ hoạt động, một cái sự kiện từ thiện ở thị trấn của chúng ta. I think we should organize a craft fair so that we can raise some money and help the local poor children. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên tổ chức một hội chợ đồ thủ công. Do vậy chúng ta có thể gây quỹ, đúng không? Và giúp những trẻ em nghèo trong thị trấn. Why? Và Emma hỏi tiếp là tại sao, đúng không? Tom trả lời như sau. Because we can raise some money for poor children in our community. Câu này có nghĩa là bởi vì chúng ta có thể gây quỹ cho học sinh nghèo, đúng không? Cho những trẻ em nghèo ở trong cộng đồng của chúng ta. Vậy chúng ta sẽ thấy rằng anh ấy muốn gây quỹ, đúng không? He wants to raise money for. Gây quỹ để làm gì, đúng không? Cho ai? Chúng ta sẽ dùng là for poor children. Các bạn có thể nhìn thấy trong bài nhắc đến là for poor children. Vậy chúng ta sẽ điền ở đây là poor children. Em sẽ điền số 1 poor children. Ok, học sinh nghèo. Next one, chúng ta đọc tiếp nhé. I agree. You know what else? I think we should organize a fun run. I think an event like that will be very popular. Emma nói rằng là tôi đồng ý. À, bạn biết còn cái gì nữa không? Đúng không? Tôi nghĩ là chúng ta nên tổ chức một cuộc chạy, đúng không? Một cuộc chạy gây quỹ. Và tôi nghĩ rằng là một sự kiện như vậy thì sẽ rất là phổ biến. Đúng không? Vậy chúng ta thấy rằng Emma nghĩ rằng họ nên tổ chức một a fun run, đúng không? Một cuộc chạy gây quỹ. Thì chúng ta sẽ dùng là a fun run. Rồi. Next one, number 3. Chúng ta đọc tiếp nhé. Tom nói tiếp rằng Yes, I agree. What else should we do to help our community? À, tôi nói là đúng rồi, tôi cũng đồng ý, đúng không? Vậy còn chúng ta nên làm gì tiếp theo nữa không để giúp cộng đồng của chúng ta, đúng không? Emma nói tiếp là how about we plant trees? Vậy thì trồng cây thì sao, đúng không? Tom nói là good idea. What else should we do? Chúng ta còn có thể làm gì nữa không, đúng không? Vậy chúng ta thấy rằng Emma có gợi ý tiếp là họ nên how about we plant tree, đúng không? Plant tree, trồng cây, đúng không? Vậy chúng ta sẽ điền number 3 is plant tree, trồng cây. Rồi. Đó, vậy Emma nói rằng họ nên trồng cây. Chúng ta đọc tiếp nhé. À, tôi một ý kiến rất hay, đúng không? Vậy chúng ta nên làm gì nữa không này? Emma trả lời tiếp này. We should donate clothes. I've got plenty of old clothes that I don't wear anymore. What would you like to donate, Tom? Emma còn nói tiếp rằng là chúng ta nên ủng hộ quần áo. Tôi có một số bộ quần áo cũ rồi và tôi không mặc nữa, đúng không? Bạn có muốn ủng hộ cái gì không, Tom? Đúng không? Vậy thì cô ấy nói rằng chúng ta họ sẽ ủng hộ quần áo, đúng không? Vậy chúng ta sẽ dùng từ clothes. Clothes. And the last one. Chúng ta đọc tiếp câu cuối cùng. Tom còn nói tiếp rằng là I'd like to donate my school books so children can learn at school. Câu này có nghĩa là Tom muốn nói rằng tôi muốn ủng hộ những quyển sách cũ ở trường của tôi, đúng không? Do vậy trẻ em có thể học tại trường. Đó, vậy chúng ta thấy rằng Tom sẽ ủng hộ gì nhỉ? Anh ấy muốn ủng hộ school books, đúng không? Vậy chúng ta sẽ điền chỗ này là school book, sách ở trường. School books. Rồi, vậy chúng ta vừa hoàn thành xong phần listening. Chúng ta chuyển tiếp tục sang phần reading nhé. Look and read. Choose the correct answer A, B or C. Bài này yêu cầu chúng ta như sau. Hãy nhìn và đọc. Chọn đáp án đúng A, B hoặc là C. Chúng ta có number 0, số 0 trước nhé. Chúng ta thấy có craft fair, clothing, art, January, Saturday, July the 20, 12 p.m. to 8 p.m. Chúng ta cùng xem nhé. Craft fair là hội chợ này, đúng không? À, chúng ta sẽ đọc các đáp án A, B, C. A,
The craft fair lasts 2 days. Có nghĩa là hội chợ thủ công kéo dài 2 ngày. Các bạn nhìn xem có phải kéo dài 2 ngày không? À, trong bài chỉ nói đến là vào thứ 7 ngày 20 tháng 7. Đúng không? Chứ không hề nói là kéo dài 2 ngày là đến 21, đúng không? Nên là đáp án A chưa chính xác. B. You can buy bracelets and rings here. Câu này có nghĩa là bạn có thể mua vòng và nhẫn ở đây. À, vậy vòng và nhẫn thì chúng ta thấy có từ jewelry. Đúng không? Jewelry chính là đồ trang sức. Và đồ trang sức thì chắc chắn là có vòng và nhẫn ở đây, đúng không? Vậy câu B có thể là đáp án đúng, đúng không? C. You can visit the craft fair in the morning. Câu này có nghĩa là bạn có thể đến hội chợ thủ công vào buổi sáng. Tuy nhiên thì các bạn nhìn vào giờ mở cửa từ 12 giờ trưa đến 8 giờ tối. Vậy thì buổi sáng là nó đóng, nó không mở cửa, đúng không? Vậy thì câu số 0 đáp án sẽ là B. Đó, chúng ta sẽ tô màu vào đáp án B nhé. Đó, các bạn có thể chọn đáp án B vào đây cũng được, ok? Tiếp tục các bạn chuyển sang number 1 để chúng ta cùng nhau làm câu số 1 trước nhé. Tree planting day, ngày hội trồng cây. Rồi chúng ta xem các đáp án A, B, C. A. You don't need to sign up to take part in this event. Câu này nghĩa là bạn không cần đăng ký để tham gia sự kiện. Chúng ta sẽ xem có cần phải đăng ký không. Celebrate Earth Day with us by signing up for the tree planting day. Câu này có nghĩa là hãy tổ chức ngày hội trái đất, đúng không, với chúng tớ bằng việc đăng ký cho ngày hội trồng cây. À, vậy thì có phải đăng ký chứ không phải đăng ký được, đúng không? Có từ by signing up đây rồi, phải đăng ký nhá. Vậy câu này, câu đáp án A chưa chính xác. Chúng ta xem tiếp đáp án B. You can sign up at Maddie Hill Farm. Câu này có nghĩa là bạn có thể đăng ký ở nông trại Maddie Farm. Đúng không? Maddie Hill, đúng hay sai? Có cụm từ là location Maddie Hill Farm. Vị trí là nông trại Maddie Hill này. Visit www.plantatree.com to sign up. Hãy đến thăm địa chỉ email, à địa chỉ trang web có tên là www. này, trồng một cái cây này, plantatree này, .com này, để đăng ký, to sign up để đăng ký. Vậy thì các bạn phải lên trang web này để đăng ký, chứ không phải là đến cái nông trại này để đăng ký, đúng không? Do vậy đáp án B chưa đúng. Chúng ta chuyển tiếp C. They organize this event to celebrate Earth Day. Câu này có nghĩa là họ tổ chức tổ chức sự kiện này để kỷ niệm ngày thế giới, đúng hay sai? À, câu này có nói đây đúng không? Kỷ niệm ngày thế giới với chúng tôi bằng việc đăng ký trồng cây, đúng không? Vậy đáp án chính là xác là đáp án C. Rồi, vậy họ tổ chức sự kiện để kỷ niệm ngày thế giới. Trồng cây để kỷ niệm ngày thế giới các em nhé. Tiếp tục chúng ta chuyển sang phần number 2. Charity car wash. Có nghĩa là rửa xe ô tô từ thiện này, đúng không? December 9 a.m. to 3 p.m. mở vào ngày mùng 9 tháng 12, từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Location: Greenwood School parking lot. Vị trí là ở trường Greenwood, bãi đỗ xe ô tô trường Greenwood. Small car $10, large car $15. Những xe ô tô nhỏ thì 10 đô, đúng không? Còn xe ô tô to thì sẽ là 15 đô. All donations support Greenwood Charity. Câu này có nghĩa là tất cả những sự ủng hộ này, đúng không, thì sẽ đưa vào quỹ từ thiện của Greenwood. Đó, bây giờ chúng ta sẽ cùng xem các đáp án A, B, C nhé. A. The car wash raises money for local poor students. Câu này có nghĩa là rửa xe ô tô gây quỹ thì dành cho học sinh khó khăn. Trong này có nói đến học sinh khó khăn không nhỉ? À, không có, đúng không? Không có học sinh khó khăn, học sinh nghèo gì ở đây hết. Đáp án A chưa chính xác. B. Volunteers wash a big car for a $15 donation. Câu này có nghĩa là tình nguyện viên thì rửa một chiếc ô tô lớn sẽ có $50 quyên góp. Có vẻ đúng, đúng không? Ô tô lớn là 15 đô chứ không phải 50. $15 quyên góp. Chúng ta xem nốt đáp án C. You can only visit the charity car wash in the morning. Câu này có nghĩa là bạn chỉ có thể đến rửa xe gây quỹ vào buổi sáng. Thì chúng ta thấy rằng giờ buổi sáng là 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều, vậy chiều vẫn có thể đến được, đúng không? Vậy thì đáp án câu này phải là B. Tình nguyện viên có rửa một chiếc ô tô to, đúng không? Thì sẽ
gây quỹ được 15 đô la. Rồi, chúng ta chuyển sang phần number 3, số 3. Soup kitchen volunteers needed. À, lễ hội tình nguyện làm súp gà, đúng không? Làm canh gà đang cần. Đó. Just 2 hours of your time will make a difference. Choose your own time. Chỉ 2 tiếng trong thời gian của bạn sẽ làm nên một sự khác biệt. Hãy chọn thời gian của mình. Monday to Friday, 7 a.m. to 4 p.m. Làm từ thứ 2 đến thứ 6, từ 7 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Call 202-555-0141 for more information. Hãy gọi số 202-555-0141 để thêm, để biết thêm thông tin, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc các đáp án A, B, C. A. The soup kitchen needs volunteer for the weekend. Câu này có nghĩa là súp gà cần tình nguyện viên vào cuối tuần. Có đúng không nhỉ? Cái này cần từ thứ 2 đến thứ 6. Vậy thì cuối tuần phải là thứ 7 và chủ nhật. Vậy thì chưa chính xác, đúng không? B. Volunteers work for 2 hours every day. Câu này có nghĩa là tình nguyện viên làm việc khoảng 2 tiếng mỗi ngày. Rồi, chúng ta xem tiếp. You can choose when to volunteer from Monday to Friday. Câu này có nghĩa là bạn có thể chọn khi làm tình nguyện từ thứ 2 đến thứ 6. Rồi. Vậy các bạn thấy câu B có nói là làm việc 2 tiếng một ngày thì chưa chính xác, đúng không? Họ làm việc từ thứ 2 đến 6, từ 7 giờ sáng đến 4 giờ chiều cơ, chứ không phải là 2 tiếng. Đó. Chúng ta xem tiếp. Vậy đáp án câu này có thể là đáp án C, đúng không? Bạn có thể chọn khi làm tình nguyện, đúng không? Từ thứ 2 đến thứ 6. Rồi. Có thể làm một buổi thứ hai hoặc một buổi thứ ba gì đấy. Nghĩa là từ thứ hai thứ sáu chọn một trong những buổi. Rồi, ok, vậy đáp án sẽ là C. Tiếp tục các bạn chuyển tiếp sang phần tiếp theo. Vocabulary, từ vựng. Phần từ vựng yêu cầu chúng ta như sau. Fill in the blanks with the words from the box. Bài này yêu cầu là hãy điền vào chỗ trống với các từ ở trong cái hộp này. Chúng ta có tất cả là 8 từ tương ứng với 8 bức tranh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem nhé. Xem, chúng ta xem các từ trước. Từ đầu tiên, donate clothes. Sorry, em nhìn lại chứ. Rồi, ok. Đã, điền từ vào trong, điền từ từ trong hộp ra. Từ đầu tiên, donate clothes. Đó chính là quyên góp quần áo, đúng không? A bake sale là bán bánh nướng này. A car wash, rửa xe ô tô này. Clean up parks, dọn dẹp công viên này. A craft fair, một hội chợ thủ công này. Raise money, quyên góp tiền. Plant trees, trồng cây. Và right là quyền, đúng không? Quyền chúng ta làm gì đó. Vậy chúng ta sẽ cùng xem. Number one, plant trees, trồng cây, chính xác rồi. Các bạn có thể nhìn đây. Các bạn nữ đang trồng cây, đúng không? Number 2, các bạn nhìn thấy có rất nhiều những cái đồ trang sức ở đây, đúng không? Vậy thì number 2, các bạn có thể điền đây là một cái hỗ trợ thủ công nhé. Vậy chính là a craft fair. A craft fair, một hỗ trợ thủ công. Rồi, khi làm xong các bạn có thể gạch chân các từ đó để biết rằng chúng ta đã điền rồi nhé. Number 3, chúng ta thấy rằng có một cái hộp đựng rất là nhiều tiền bên trong, đúng không? Và có từ donation, ủng hộ, đúng không? Vậy chúng ta sẽ có cái gì liên quan đến tiền ở đây, đúng không? Vậy chính là cụm từ raise money. Raise money. Đó. Number 4, số 4. Các bạn nhìn thấy đây là bánh ngọt, đúng không? Đó. Vậy bánh ngọt thì chúng ta sẽ chọn đáp án có từ bánh ngọt, đó chính là a bake sale. A bake sale. Bán bánh nướng, đúng không? Rồi. Next, number 5. À, đây là một bạn nữ, bạn đang rửa xe, đúng không? Vậy chúng ta có từ rửa xe đó là a car wash. Các bạn sẽ điền là a car wash. A car wash. Here, a car wash. Next, number 6. Số 6. Các bạn nhìn thấy đang, bạn này đang nhặt rác, đúng không? Đang dọn dẹp.
Và chỗ này có rất là nhiều cây xanh. Vậy chúng ta sẽ có một từ trong các đáp án còn lại, đó chính là clean up parks. Clean up parks, dọn dẹp công viên. Clean up parks, dọn dẹp công viên. Next one, number 7. Chúng ta có thấy là những bộ quần áo cũ đúng không? Đó, có từ donation, quần áo, ủng hộ quần áo. Đây chính là quyên góp quần áo. Chúng ta còn hai từ đó chính là donate clothes. Donate clothes. And the last one, number 8. Và cuối cùng câu số 8. My life matter. Chúng ta thấy rằng một bạn nam cầm một cái biển đúng không? Sự lựa chọn của cuộc sống đúng không? Vậy chúng ta sẽ có từ cuối cùng là từ right. Quyền. Chúng ta có quyền làm gì đó đúng không? Quyền con người. Rồi, chúng ta vừa hoàn thành xong phần vocabulary. Các bạn chuyển tiếp sang phần grammar, ngữ pháp. Fill in the blanks with the past simple form of the verbs in brackets. Bài này yêu cầu chúng ta là hãy điền từ vào chỗ trống với dạng đúng của động từ ở thì quá khứ đơn của các từ trong ngoặc. Vậy các bạn sẽ ôn tập lại công thức của thì quá khứ đơn một lần nhé, trước khi chúng ta làm bài. Vậy thì quá khứ đơn thì công thức như thế nào nhỉ? Đầu tiên, công thức của thì quá khứ đơn nhé, chúng ta sẽ viết nhỏ vào đây. Past simple. Công thức câu khẳng định trước. Trong công thức câu khẳng định thì đầu tiên sẽ là chủ ngữ. À, sau đó đến động từ. Động từ ở quá khứ sẽ có hai loại. Một là thêm ed. Và thứ hai là trả cột số 2 trong bảng động từ bất quy tắc. Và cuối cùng là tân ngữ ở cuối. Trong câu phủ định đúng không? Thì chúng ta sẽ có rằng chủ ngữ cộng với didn't. Yeah, các bạn sẽ dùng từ didn't. Sau đó động từ động ở dạng nguyên mẫu. Và cộng với tân ngữ. Còn trong câu nghi vấn. Trong câu nghi vấn các bạn sẽ đảo đứt lên trước. Đó, sau đó đến chủ ngữ, đến động từ nguyên mẫu và đến tân ngữ ở cuối. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem chúng ta sẽ điền như thế nào nhé. Ví dụ, number 1. The school raised nearly $5,000 after the charity day. Câu này có nghĩa là trường học đã gây quỹ được gần $50,000 sau một ngày từ thiện, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau điền tiếp các câu từ số 2 đến số 5 nhé. Chúng ta có trong ngoặc có từ not clean up, đúng không? Not clean up. Chúng ta thấy not đây là câu phủ định. Đấy, câu phủ định là chủ ngữ cộng didn't cộng động từ nguyên mẫu cộng tân ngữ. Đấy, chúng ta sẽ điền là didn't luôn. Đúng không? Didn't cộng động từ nguyên mẫu. Động từ nguyên mẫu chính là từ clean up để nguyên. Đó, vậy chúng ta sẽ điền là didn't clean up. Chúng ta cùng xem nhé. My friends and I didn't clean up the local park last weekend. Câu này có nghĩa rằng các bạn của tôi và tôi thì đã không dọn dẹp công viên địa phương vào cuối tuần trước. Number 3. Chúng ta thấy có từ volunteer. Vậy từ volunteer này là động từ có quy tắc. Nhá, đây là câu khẳng định. Và có quy tắc thì các bạn sẽ thêm đuôi ed. Vậy các bạn thêm đuôi ed vào từ volunteer. Đó. Chúng ta xem tiếp ý thứ hai. He does not have prepare food and do the dishes. Vậy chúng ta thấy rằng đây cũng là thì quá khứ đơn. Vậy các bạn chỉ cần từ have, các bạn chỉ cần thêm đuôi ed ở cuối là xong. Đó. Rồi chúng ta cùng đọc nhé. Last summer, my brother volunteered at a local food kitchen. He helped prepare food and do the dishes. Câu này có nghĩa là mùa hè năm ngoái, anh tôi thì đã làm tình nguyện, đúng không? Ở một bếp ăn địa phương. Và anh ấy đã giúp chuẩn bị thức ăn và rửa bát đĩa, rửa chén. Tiếp tục, number 4. We dot sweaters, scarf, and socks to poor children last winter. Vậy chúng ta có động từ donate. Vậy trong động từ donate này các bạn thấy kết thúc là âm e. Vậy từ này có quy tắc, các bạn chỉ cần thêm đuôi the ở cuối nhé, thêm the ở cuối. Chúng ta sẽ dùng là donated. Donated. Đó. Chúng ta sẽ dịch nghĩa là gì? À, chúng tôi đã quyên góp áo len này, khăn này và tất cho các trẻ em nghèo vào mùa đông năm ngoái. And the last one, number 5.
Vậy câu số 5 các bạn thấy có dấu hỏi chấm ở cuối. Vậy đây sẽ là một câu hỏi. Vậy trong câu hỏi công thức các bạn sẽ đảo đứt lên, đúng không? Vậy các bạn đảo đứt này. Sau đấy đến chủ ngữ, vậy chủ ngữ là từ đây rồi. Động từ nguyên mẫu đó chính là organize. Đó, động từ nguyên mẫu organize, để nguyên nhá. Rồi, và a fun run là tân ngữ đây rồi. Vậy, did they organize a fun run last month? Câu này có hỏi rằng là họ đã tổ chức một cuộc chạy gây quỹ vào tháng trước đúng không? Đúng không? Rồi, ok. Chúng ta vừa hoàn thành xong phần A. Tiếp tục các bạn chuyển sang phần B. Underline the mistake in each sentence. Write the correct word on the line. Trong phần B yêu cầu chúng ta như sau. Hãy gạch chân vào các lỗi sai trong mỗi câu, sửa lại cho đúng. Ví dụ, number one. Let's having a charity car wash. Vậy sau từ last các bạn phải dùng động từ ở dạng nguyên mẫu. Do vậy lên từ having sẽ chuyển thành từ have. Let's have a charity car wash. Câu này mang nghĩa là hãy tổ chức một cuộc rửa xe gây quỹ, đúng không? Rửa xe từ thiện ấy. Number 2, câu số 2. I think we should helping homeless animal in our town. Vậy trong câu này có nghĩa rằng tôi nghĩ là chúng ta nên giúp động vật lang thang trong thị trấn, đúng không? Động vật lang thang. Vậy chúng ta thấy rằng sau động từ should, sau một cái sau từ should này nhá, chúng ta sẽ dùng động từ ở dạng nguyên mẫu nhá. Từ should thì dùng động từ nguyên mẫu, các bạn có thể viết nhỏ ở đây. Should cộng động từ ở dạng nguyên mẫu. Đó. Do vậy, trong trường hợp này thì từ helping các bạn sẽ phải chuyển thành help. Đó. I think we should help homeless animal in our town. Next, number 3, câu số 3. How about we organize a craft fair? Câu này có nghĩa là chúng ta sẽ tổ chức một hội chợ thủ công chứ, đúng không? Vậy thì chúng ta thấy rằng là câu này đã sai ở từ we organize. Sau how about các bạn dùng luôn động từ thêm đuôi ing nhá. Câu này mình sẽ dùng luôn là how about organizing a craft fair. Chúng ta sẽ sửa thành organizing. Đó. Next one. Vậy cấu trúc là how about, đúng không? Và cộng với động từ thêm đuôi ing luôn. Rồi, còn chúng ta viết lại công thức của less nhé. Sau less dùng động từ cũng ở dạng nguyên mẫu luôn, được chưa? Tiếp tục câu số 4, tương tự như vậy. Thì chúng ta thấy rằng có cấu trúc how about đây rồi, đúng không? How about put fun, run for fun on the poster? Câu này có nghĩa là bạn thấy thế nào về chạy gây quỹ trên một tấm affix, đúng không? Vậy chúng ta thấy rằng có từ put, put đứng sau how about. Chúng ta thấy rằng câu 3 đây, sau how about dùng động từ thêm đuôi ing. Do vậy trong trường hợp này từ put các bạn cũng phải chuyển thành putting. Các bạn sẽ gấp đôi âm t ở cuối lên nhé. Vậy câu này phải nói là how about putting run for fun on the poster? Next, number 5, câu số 5. Let's not having a bake sale. Câu này có nghĩa là chúng ta không bán bánh nướng. Đó, chúng ta sẽ không bán bánh nướng. Vậy các bạn thấy rằng có từ let's, đúng không? Và đây, let's sau let's các bạn phải dùng động từ ở dạng nguyên mẫu. Do vậy động từ having ở đây là hoàn toàn bị sai rồi. Các bạn phải chuyển về động từ nguyên mẫu, đó chính là have. Vậy câu này sẽ nói là let's not have a bake sale. Chúng ta không bán bánh nướng. Rồi, đấy là phần grammar. Các bạn chuyển tiếp sang phần tiếp theo. Pronunciation, phát âm. A. Circle the word that has underlined part pronounced differently from the others. Bài này có yêu cầu như sau. Hãy khoanh tròn vào từ được gạch chân có phần phát âm khác với các từ còn lại. Chúng ta cùng xem nhé. A. Fun. Vậy chúng ta có từ fun. Đây là âm A. Fun. But cũng là âm A. Put. Vậy từ put chính là âm U. Put. Put. Và run. Run. Nó vẫn là âm A. Vậy chúng ta thấy đáp án A, B, D đều phát âm là A. Đúng không? Chỉ có từ đáp án C là put. Put. Âm U. Được chưa? Đó. Tiếp tục. Câu số 1 khoanh đáp án C. Number 2, chúng ta cùng xem tiếp. Number A, chúng ta phát âm từ này là walk. Walk.
đúng không? Walk. Vậy đây là âm on, walk. Đó. Tiếp tục, đây là từ bake. Bake, đây là âm A, bake. Play, play cũng là âm A, đúng không? Sail, sail, đó, sail cũng là âm A, đó. Vậy thì các đáp án B, C và D đều phát âm là A, chỉ có đáp án A phát âm là O, walk. Đây là âm O dài các bạn nhé, các bạn sẽ thêm hai chấm đằng sau. Walk, đó, walk, đáp án là A. Next, number 3, số 3. Đây là cách phát âm đuôi ED, chúng ta sẽ có như sau. Từ đầu tiên, lived, lived, âm D, raised. Âm này cũng là âm D, raised, raised. Tiếp tục, pick, picked, picked, âm K. Vậy trước âm K các bạn sẽ phát âm là âm T, picked, picked. Và cuối cùng, organized, organized. Đó, vậy thì chúng ta thấy rằng các đáp án A, B và D phát âm là D, chỉ có đáp án C phát âm là T. Đó. Vậy đáp án khoanh tròn sẽ là đáp án C khác loại. Đấy là đáp phần A. Các bạn chuyển tiếp sang phần B. B. Circle the words that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions. Bài này yêu cầu như sau. Hãy khoanh tròn vào từ khác với ba từ còn lại ở vị trí trọng âm chính trong mỗi câu hỏi sau đây. Chúng ta có 3 câu, 4, 5, 6. Chúng ta cùng xem tiếp nhé. Bây giờ các bạn, việc các bạn sẽ là đánh trọng âm. Từ đầu tiên đáp án A, organize, organize. Vậy từ organize, chúng ta thấy từ này phát âm, trọng âm rơi vào âm thứ nhất. Organize. Đó. Tại sao lại rơi âm thứ nhất? Vậy thì chúng ta thấy rằng có đuôi is, đuôi eyes, đuôi eyes. Khi mà đuôi eyes ở cuối thì trọng âm sẽ rơi vào từ thứ ba, từ tính từ nó lên. Đó, vậy từ thứ ba từ nó lên, từ nine gần or phải rơi vào âm or, rơi vào âm đầu tiên. Tiếp tục đáp án B, chúng ta có từ volunteer, đúng không? Vậy từ volunteer này bản thân có từ ear. Khi trong câu có từ ear thì trọng âm rơi chính vào từ đó luôn nhá, rơi chính vào từ đó luôn. Vậy từ này rơi vào âm tiết thứ ba, volunteer, volunteer. Tiếp tục, decorate, decorate. Vậy chúng ta thấy rằng có từ rate, âm 8 đứng ở cuối, vậy thì cũng từ thứ ba từ nó lên nhá, phải rơi vào âm thứ nhất, decorate, decorate. Và từ cuối cùng, charity, charity. Từ đuôi et, các bạn thấy đuôi et ở cuối này, đó. Vậy đuôi et thì cũng đứng trước nó, vậy các bạn sẽ đánh trọng âm vào từ char. Charity, charity, decorate, volunteer, organize. Vậy thì đáp án khác loại đó chính là đáp án B. Tiếp tục, number 5, câu số 5. A, event, event. Vậy chúng ta thấy rằng event, đó. Vậy chúng ta thấy rằng event, đọc là event thì chắc chắn rơi vào van rồi, đúng không? Event, chứ không phải đọc là event, đúng không? Event, vậy trọng âm rơi vào âm thứ hai, rơi vào từ vent. Talent, talent. Đó, vậy talent rơi vào âm thứ nhất, talent. Flower, flower cũng rơi vào âm thứ nhất. Và money cũng rơi vào âm thứ nhất. Flower danh từ này, money cũng là danh từ hai âm tiết này, đúng không? Talent, Việt Nam có talent, đấy. Đây là tài năng, vậy cũng là danh từ. Vậy hai danh, ba danh từ còn lại rơi vào âm thứ nhất. Chỉ có danh từ event, đây là một danh từ bất quy tắc và rơi vào âm thứ hai. Vậy đáp án sẽ là đáp án A. Đó. Next, và là câu cuối cùng, chúng ta cùng xem nhé. Chúng ta có children, đây là một danh từ, đúng không? Children, danh từ rơi vào âm thứ nhất, hai âm tiết mà. Poster, tương tự như vậy, đây cũng là một danh từ rơi vào âm thứ nhất, poster. Kitchen, đây cũng là một danh từ, kitchen, nhà bếp, đấy, đúng không? Cũng rơi vào âm thứ nhất. Và chúng ta có từ donate, donate, đuôi ate, đây là một động từ nha. Và động từ thì có hai âm tiết, đấy, động từ hai âm tiết thì rơi vào âm thứ hai, để rơi vào từ donate, donate, đúng không? Vậy thì danh từ của hai âm tiết thì rơi vào âm thứ nhất, động từ của hai âm tiết thì rơi vào âm thứ hai. Vậy đáp án đúng sẽ là đáp án D. Đó, khác loại, đúng không? Chỉ có donate động từ rơi vào âm thứ hai, còn lại các danh từ rơi vào âm thứ nhất hết. Rồi, vậy chúng ta vừa hoàn thành xong phần review unit 4.
Ở trong bài ngày hôm nay chúng ta đã học, đã ôn tập lại cách đưa ra kế hoạch về các sự kiện từ thiện, đúng không? Và chúng ta cũng học được cách ôn tập lại về các dịch vụ cộng đồng. Đây, các dịch vụ cộng đồng, các từ mới trong phần vocabulary chúng ta vừa ôn lại. Rồi, và hẹn gặp lại các em trong các bài giảng tiếp theo của lời giải hay.com nhé. Goodbye!